Kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em, con là Linh Mục An Bình, xin được chào đón quý vị đến với chương trình Thánh Ca Lời Con Muốn Nói. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta với giáo hội cùng với Chúa Giêsu tiến vào đền thánh, đền Jerusalem để Ngài chịu cuộc khổ hình để cứu chuộc nhân loại. Và trong phòng thu hình ngày hôm nay thì chúng con có sự hiện diện của nhóm bạn em mau. Em xin chào quý anh chị. Con chào cha. Hôm nay thì chúng ta cùng với Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem và chúng ta ai cũng có một nhành lá ở đây. Thật là đẹp. Và kính thưa quý anh chị thì khi mà bước vào Chủ nhật lễ lá cũng như là sau ngày này thì chúng ta bước vào tuần thánh là một cái tuần rất là trọng điểm của đạo Công giáo của chúng ta. Thì không biết là trong những ngày tháng qua thì chúng ta đã dọn mình như thế nào hay là chúng ta đã đi xưng tội chưa để chúng ta đồng hành với Chúa. Em mời anh Đạt có thể chia sẻ một chút xíu là trong những tháng ngày vừa qua thì anh đã chuẩn bị tâm hồn như thế nào để chúng ta cùng đồng hành với Chúa tiến vào đền thánh Jerusalem. Dạ, con cố gắng cầu nguyện nhiều hơn và ít than phiền và cố gắng thôi cha ơi, còn nó được có mấy phần trăm mà. Có còn hơn không phải không? Anh Thắng thì làm sao? Anh Thắng trong những ngày qua thì anh đã chuẩn bị tâm hồn như thế nào? Vâng, thì con thì hoạt động với ca đoàn thì có những cái buổi tập ráo riết cho cái mùa chạy thánh thì cũng hy sinh thời gian tất cả để dành cho những cái buổi tập. Và riêng chúng con cũng là cái nhóm Emmau nên chúng con cũng có một cái buổi để mà lên một cái chương trình cho cái mùa chạy thánh, nên chúng con lúc nào cũng cố gắng vừa hát vừa cầu nguyện. Tạ ơn Chúa phải không? Chị Thảo thì làm sao? Chị có đi shopping nhiều không? Mua đồ nhiều không? Hay là bây giờ mình nghỉ shopping một chút xíu thôi chị? Dạ đúng cha. Không, cha nói shopping thì con mới nhớ. Đúng rồi cha, hình như mùa này con chưa mua gì hết đó cha. Mà con có trả đồ đó cha. Dạ đúng, con đi trả đồ, trả hết luôn. Con không có order, không lấy gì hết trên có đó cha. Cũng như là hãm mình đó phải không? Dạ đúng, con trả lại hết á. Dạ, cha nói con mới nhớ. Dạ. Em tự là chị mua xong chị mặc vài ngày rồi chị trả lại thì tiêu đời. Ồ, dạ không. Nghi vậy dạ, ơi trời. Có đâu. Con không, ý của chị nói là mình hãm mình không có dùng tiền bạc phung phí để mình giúp đỡ những người nghèo khổ. Dạ, phải vâng, không chị? Dạ vâng, với lại cũng ráng, coi như là con cũng ráng ăn chay mùa này. Cũng hên là mùa này con chưa có quên ngày ăn chay nào hết nha cha. Dạ, ngày thứ sáu là con cũng nhớ đó. Dạ vâng, với lại cũng ráng thôi, ai làm gì thì làm, mình cũng cứ cố nhịn nhục với cha. Dạ. Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, thì để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng con mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm để chúng ta cùng với Chúa Giêsu tiến vào đền thánh Jerusalem. Chúng con mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Vang Lời Tụng Ca, sáng tác nhạc của Linh Mục Nguyễn Duy. Chào mừng hân hoan vang lời tụng ca, hoan hô hoan hô hoan hô con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Hôm nay Chúa vào thành thánh, hãy vỗ tay vui mừng, muôn dân reo lời hoan ca, kính dâng lên vua trời đất. Chính Chúa thống trị muôn loài là Cha quyền uy vinh thao, chúc tụng vinh quang Chúa đang tỏa lan. Các trẻ giọt thai trên tay hoa lá reo mừng hân hoan vang lời tụng ca, hoan hô hoan hô hoan hô con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà rung lên cùng đàn yêu thương khắp nơi trên thiên đường, dương gian xin cùng hợp tiếng chúng con anh ca tụng Chúa, xin dâng muôn lời kính chào tình con Ngài ơi có thâu, đón nhận nỗi niềm tôn vinh Chúa trên trời cao. Hãy
giao thai, trên tay hoa lá reo mừng, hân hoan vang lời tụng ca. Hoan hô, hoan hô, hoan hô con vua David. Chúng tôi đến nhân danh Chúa mà đến. Hôm nay Chúa vào thành thân, hãy vỗ tay vui mừng. Muôn dân reo lời hoan ca, kính dâng lên vua trời đất. Chính Chúa thống trị muôn loài, là Cha quyền uy vinh thắng. Chúc tụng, vinh quang Chúa đang tỏa lan. Các trẻ do thai, trên tay hoa lá reo mừng, hân hoan vang lời tụng ca. Hoan hô, hoan hô, hoan hô con vua David. Chúc tụng đến nhân danh Chúa mà. Vang lời tụng ca, một bài hát của Linh Mục Nguyễn Duy, cho chúng ta thấy là sự vui mừng của toàn dân Do Thái rước Chúa vào thành để Chúa làm vua. Nhưng mà thưa quý anh chị và cũng thưa tất cả quý khán giả, là khi mà tham dự lễ lá đó, có một giai đoạn em thấy rất là vui, nhưng mà cái giai đoạn sau em thấy là rất là buồn. Tại vì lúc đầu thì người ta tung hô Chúa để làm vua, mà chỉ có mấy ngày sau thôi là họ đã quay mặt trở lại. Thì một cái sự phải nói là vừa vui mừng đó, vừa vui mừng đây, nhưng mà lại cái giây phút lại nó buồn, nó lại theo ngay đằng sau của mình, làm cho em cảm thấy là trong đời sống của chúng ta nhiều khi chúng ta cũng gặp mà những cái biến cố trong đời sống của mình, là có thể là mình vừa vui đây nhưng mà chỉ chốc sau thôi là mình đã buồn, hay là những gặp những cái chuyện nó không vui. Thì không biết là quý anh chị đây có gì chia sẻ không? Chị Hà có thể chia sẻ một chút xíu về cái tâm tình của chị là khi mà chị tham dự thánh lễ lá, cũng như là chị đã chuẩn bị những gì trong mùa chay thánh, thưa chị. Dạ thưa cha, con giống như là phải lắng đọng tâm hồn mình, và giống như là mình mỗi ngày cầu nguyện, và giống như mình phải sao mà trong cái đời sống của mình luôn là tiếp tục mà phải yêu thương tha thứ, và nhiều thứ tập tha thứ, tập gọi là yêu thương, và gọi là những cái gì mà mình cho qua là mình không bao giờ mình giữ lại, là tập cho tâm hồn mình luôn là thảnh thơi chứ. Cảm ơn chị. Còn chị Thúy thì sao chị có những cái tâm tình nào trong mùa chay thánh hay là mùa tuần thánh không thưa chị? Dạ thưa cha, mùa chay thì con hy sinh hãm mình. Rồi con chị này, chị là chị mắc cỡ lắm thưa quý vị. Nhưng mà hôm nay cũng phải gọi chị một chút xíu, là chị có thể chia sẻ một chút xíu tâm tình của chị. Dạ thưa cha, thì mùa chay con bớt đi chơi. Thì con cũng giống như chị Hà đó, con cũng tập thinh lặng hơn. Con cũng lắng động tinh thần và cầu nguyện ở bên Chúa nhiều hơn là thường. Để chúng ta cùng đồng hành với Chúa, phải không thưa chị? Vâng, kính thưa quý vị, thì để tiếp tục chương trình, chúng con mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Con đường Chúa đã đi qua, sáng tác nhạc của Linh Mục Văn Chi. Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra phép trường, mạo gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thật xa trên đường đời con đi. Đường đời con đi, lạy Chúa.
xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, túi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Chúa đã đi qua. Thưa quý vị cũng như là thưa quý anh chị, là trong đời sống của chúng ta thì nhiều con đường lắm. Có đường gồ ghề, có đường bằng phẳng, có đường cong keo, có đường hố sâu. Thì trong đời sống của chúng ta thì ít hay nhiều chúng ta cũng gặp những cái đoạn đường này. Của em thì em cũng tạ ơn Chúa là Chúa cho em cái đoạn đường nó cũng khá là bằng phẳng. Nhưng mà bây giờ nhìn phía trước nó hơi bị quanh kèo chút xíu. Nhưng mà mình cũng cố gắng là mình xin Chúa thì cho làm sao mình có cái sự khôn ngoan, có cái nghị lực để mình đi trên con đường mà Chúa cùng đồng hành với mình. Hơn nữa là cái nhóm của chúng ta là nhóm Emmaus, có nghĩa là Chúa đồng hành với mình. Thì không biết là anh Đạt có thể chia sẻ là những cái đoạn đường nào gian khổ hay là những cái thử thách mà anh gặp trong đời sống của anh mà anh đi và có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Dạ, thưa cha, thì là một người trẻ lớn lên thì nhiều lúc đó nhiều đường để chọn lắm, và nhiều khi lúc đó không có đủ hiểu biết hay là kinh nghiệm đó, thì mỗi ngày con phải chọn một con đường. Nhưng mà nhờ cầu nguyện thì tới bây giờ con vẫn ngồi đây thì chắc chắn là Chúa đã cùng đi với con.
Còn anh Thắng thì sao? Anh Thắng, em thấy là cái đường của anh là kiểu như là đi lên dốc phải không? Thì cũng như lời cha nói thì cái cuộc sống thì nó có lúc nó cũng quanh co. Ai cũng có những cái giai đoạn đó. Cha cũng có cái tình huống đó, thì chúng con cũng chẳng khác gì. Thì cuộc đời thì đôi khi nó sẽ xảy ra, thì con chỉ thấy là trong cái thời gian gần đây con gặp nhiều, rất là nhiều cái vấn đề về cá nhân của con, về công ăn việc làm cũng như về tất cả làm việc và những cái người bạn, con cũng cảm thấy tự nhiên con bị người ta quay lưng trở lại với mình. Mình cảm thấy là tự nhiên tại sao mình thật tình với người ta như vậy, nhưng mà thật sự là người ta lại không thật tình với mình. Thì đến khi có chuyện xảy ra thì cái đó nó trở nên nó rõ ràng. Thì đó cũng là, con cũng nghĩ đó là cái điều Chúa giúp cho con thấy được. Là lúc đó mình cũng biết được, hiểu mình như thế nào, và cũng như là hiểu cái con đường của họ đi như thế nào, để cố gắng làm sao mà mình đưa hai con đường xích lại với nhau, phải không? Và con cũng hy vọng như vậy. Rồi chị Thảo thì em là ngày xưa là em tới cộng đoàn giáo xứ Saint Bonaventure em giúp, thì cứ nghĩ là chị là đạo gốc, nhưng mà về sau mới hiểu là chị là mới trở lại đạo. Thì không biết là con đường hồi trước khi trở lại làm con Chúa với con đường bây giờ thì chị cảm thấy như thế nào? Tại cha không biết, hồi con còn nhỏ là tại vì cô con lấy chú là đạo, cho nên từ nhỏ lớn con lại đi nhà thờ cha. Nhỏ lớn con đi nhà thờ và vui lắm, là con cứ hay ước ao sao khi con lớn lên con lấy người có đạo cha, để con được đám cưới nhà thờ cha. Con thích làm đám cưới nhà thờ lắm. Thì con cũng có mấy người bạn trai kia mà không ai có đạo không thành cha. Tự nhiên ông này có đạo cái nó thành đó cha. Chắc là Chúa thương, Chúa trả lời cho con. Rồi bây giờ là cái thánh giá đó nhẹ hay nặng hả chị? Trời ơi, thánh giá đó nặng lắm trời, mà người ta cứ tưởng là nhẹ cha. Đó nặng bữa lắm cha. Bữa nào phải nói chuyện anh đằng một chút xíu. Dạ, con thấy cái tính giá nó nặng lắm, mấy tạ cha. Chị Loan thì làm sao chị Loan? Chị cái quãng đường của chị như là cũng như là quãng đường thiêng liêng mà chị có thể chia sẻ là chị có bị gặp gần gồ ghề gì không? Có chứ cha. Con đường về gia đình của con thì con có ba đứa con rồi. Thì là con nghĩ là cái lúc mà buồn nhất đó, hay là khổ nhất là cái lúc mà con của con bị bệnh. Và chồng của con cũng có những lúc mà bị bệnh. Thì những cái lúc mà trong nhà mà có người bị bệnh á, nhất là phải bị bệnh nặng hay vô nhà thương, lúc đó mình lo sợ lắm. Mình cầu nguyện và mình bám vô Chúa thì rồi nó cũng qua đi, rồi Chúa chữa lành cho, rồi con cũng cảm ơn Chúa là cũng mọi người chuyện cũng đã qua. Vâng, kính thưa quý vị, thì qua sự chia sẻ của quý anh chị đây thì con thiết nghĩ là trong đời sống của chúng ta thì ít hay nhiều, chúng ta cũng gặp những cái đoạn đường gồ ghề trong cuộc sống của mình. Nhưng mà chúng ta tiếp tục chung thủy, be faithful, chung thủy với những cái huấn lệnh của Chúa dạy. Thì với sự cầu nguyện, với sự siêng năng mà chúng ta học hỏi thì ước mong là khi mà chúng ta vác thánh giá như vậy, chúng ta cảm thấy là không có nặng và Chúa đang đồng hành với chúng ta. Và để tiếp tục chúng ta chiêm niệm cái sự thương khó cũng như là tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Bài Ca Thương Khó, sáng tác nhạc của Linh Mục Phương Anh. Đêm thâu trong vườn dâu Chúa quỳ nguyện cầu đôi mắt âu sầu. Con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi chuyện một đêm thâu, câu chuyện tình đầy bao đau thương. Ngài quỳ đó ngước mắt lên cao, yêu thương dạt dào con tim nghẹn ngào, đôi môi thì thào nguyện cầu
cùng Thiên Chúa Cha. Được thì hãy cất chén đắng xa con, nhưng xin một lòng tuân theo lệnh người có ý tiền định từ ngàn đời. Cha ơi, Cha ơi, con nhớ mãi ngọn đồi Cán Vê trong chiều hè Chúa chịu tàn hơi mang gánh cho đời. Con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi một chiều giăng mây, ôi một chiều buồn đau cô liêu. Rồi trời mù tối, trước mắt lên cao, yêu thương dạt dào, con tim nghẹn ngào, đôi môi thì thào, nguyện cầu cùng Thiên Chúa Cha. Người, người hỡi, giúp sức cho con, thân con mỏi mòn, ơi con chẳng còn, sao Cha lại đành bỏ con. Cha ơi, Cha ơi, cho đời. Con nhớ mãi, con còn nhớ mãi một chiều thương yêu, ôi một chiều tình yêu cao siêu. Ngài đã chết, mắt nhắm tay giang, con tim bàng hoàng, mang thân mẹ vàng, yêu thương chẳng màng, nhục thân để chọn cầu chi nhân. Ngài đã chết cho con, tuy con bội tình, tuy con chẳng còn xứng đáng là người, làm con. Cha ơi, Cha ơi, Ngài đã chết cho con, tuy con bội tình, tuy con chẳng còn xứng đáng là người, làm con. Cha ơi, Cha bài ca thương khó, câu chuyện tình của Thiên Chúa viết cho chúng ta. Thì hồi nãy thì chúng ta đang là chia sẻ về con đường mình đi như thế nào và con đường Chúa đi như thế nào. Thì em quay qua chị Thúy hỏi chị một chút xíu. Khi mà chị trong cái đoạn đường mà chị đi với Chúa, đặc biệt là trong cái mùa chay đó, chị có cảm thấy khó không, hay là những cái con đường thiêng liêng như là những sự cám dỗ có hay đến với chị không, thưa chị? Dạ thưa cha, con đường Chúa đã đi qua thì bao nhiêu là gian khó, nhưng mà cuộc sống của con cũng ba chìm bảy nổi, mấy cái lân đân cũng vất vả lắm thưa cha. Nhưng mà con nghĩ là mùa chay này thì con chấp nhận vui vẻ mà vác thánh giá có nhiều thứ. Dạ.
anh Thắng anh hát cái bài này thật là rất là tâm tình, bài ca thương khó. Cảm ơn chị. Thì chắc có lẽ là anh cũng cảm nhận được, khi mà hát cái bài này anh cũng cảm nhận được cái sự đau đớn của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Thì anh chia sẻ một vài tâm tình trong cái bài này. Vâng, thì cái bài này thì thật sự nó nói lên cái cũng là tâm sự của Chúa trước khi Chúa phải chịu chết. Thì con cũng thấy là tội nghiệp Chúa quá. Chúa biết là Chúa phải đến để chết. Thì những gì mà mình con được Chúa thương từ bé đến lớn giờ thì đôi khi mình cũng phản bội lại Chúa, con có lỗi với Chúa. Cho nên thành ra cái tâm sự nó là nhiều khi con cũng nói là mình chẳng xứng đáng làm người, làm con của Chúa nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chị Hà, em biết là chị rất là mắc cỡ, nhưng mà qua cái bài hát mà anh Thắng vừa hát cho chúng ta, cũng như là những đoạn đường mà chị đã trải nghiệm trong đời sống của mình, chị có muốn nói cảm ơn Chúa điều gì không thưa chị? Con thật sự, con xin cảm ơn Chúa. Vì Chúa đã luôn ở bên con. Có những lúc con rất là đau khổ. Nhưng khi con cầu nguyện thì tâm hồn con sẽ được lắng đọng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và tuy là chị không có chia sẻ nhiều, nhưng mà quý khán giả cũng cảm nhận được cái điều đó. Và kính thưa quý vị, thì trong mùa chay chúng ta có thời gian thinh lặng để chúng ta cảm ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta và tất cả mọi người chúng ta đây. Với con nữa, thưa quý vị, là đời sống của mình thì gặp rất là nhiều khó khăn, có những kiểu có những cái chuyện vui, chuyện buồn, mà nhiều khi là vui ít nhưng mà lại buồn nhiều, nó đến với cái đời sống của mình. Nhưng mà mình là con chiên theo Chúa, con chiên theo chủ, thì chúng ta nếu mà cứ theo chân của chủ mình thì một cái điều đó là nó rất là an toàn. Vâng. Anh Đạt có một chút gì chia sẻ về tâm tình trong mùa chay thánh? Đối với con thì trước khi mùa chay con có suy nghĩ một chút xíu về mùa chay, thì con thấy con rất thích mùa chay. Con cảm thấy giống như là cơ hội để cho mình sống tốt hơn về tinh thần. Nó giống như là ví dụ như các thức ăn thì mình không ăn dầu mỡ, ăn đồ béo, thì mùa chay thì mình lại ngược lại. Mình lại đừng có giữ những cái tật xấu trong người mình, mình rũ bỏ nó đi. Thì con thấy mùa chay 40 ngày con thấy rất là thích, cố gắng sống trong 40 ngày đó chứ không có sắp qua rồi cha. Vâng, nhiều rất là nhiều chúng ta thích là mùa chay tại vì nó có một thời gian rất là riêng biệt để chúng ta nghe lời của Chúa, phải không? Vâng, kính thưa quý vị, để trở lại chương trình, chúng con mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lời Vọng Tình Yêu, sáng tác nhạc của Đỗ Vi Hạ. Về trời đẹp tươi.
trong tiếng ngân chuông chiều vòng tình yêu. Giê-xu lặng lẽ môi khô bờ hé, tim nát tan cay nhọn bao tàn. Ân tình sâu ai có mau quay về nguồn yêu thương. Ôi cha từ ai xin tha lầm lỗi những tháng năm xa lìa tình cha. Chỉ vì tình yêu cho chịu nhục thân chết cho trần gian, vì ngài chỉ đến sống cho tình yêu chết cho tình yêu để cứu nhân loại lỗi tội đưa về trời. Lời vọng tình yêu. Kính thưa quý anh chị và kính thưa quý vị, khi mà con nghe cái bài hát này thì con tưởng tượng là Chúa trên thập tự và có một lời nhắn nhủ gì đó với chúng ta. Không biết là quý vị, cái điều mà Chúa nhắn với quý vị là cái điều gì, nhưng mà con cảm nhận được là qua những cái gì mà con đang phải đối diện trong ngày hôm nay thì lời Chúa nhắn nhủ cho con là hãy bỏ qua đi, chuyện nhỏ như con thỏ, hãy bỏ qua đi để chúng ta tiếp tục yêu thương, để chúng ta tiếp tục phục vụ. Thì không biết là trên thánh giá như vậy thì anh nghe được cái tiếng gì Chúa đã mời gọi anh ngày hôm nay, thưa anh Đạt? Thưa cha, với lời nhắn của Chúa cho con hôm nay là kiên nhẫn đi theo Chúa. Cảm ơn anh. Dạ thưa cha, thì đối với con thì đó là một cái sự hy sinh mà Chúa muốn chúng con cũng phải hy sinh như vậy. Như cha nói là nếu mà tha thứ được thì tha thứ. Em ạ. Vâng. Em ơi chị Thảo. Dạ con giống như cha đó, là phải yêu thương nhau và đúng cha tha thứ cho nhau, có chuyện gì con nghĩ bỏ qua hết được cha. Chị Loan.
con nghe lời Chúa nói Chúa khát, Chúa khát tình yêu và Chúa khát nhân loại, tình yêu của nhân loại, thành ra cố gắng sẽ dành cho Chúa tình yêu cho Chúa và tình yêu tha nhân. Và chị Thúy. Dạ thưa cha, thì con cũng như các anh chị đây là yêu thương và tha thứ. Em ơi chị Hà. Con cảm nhận là Chúa kêu gọi con đến bên Chúa. Chúa luôn ở bên con. Và hãy đến bên Chúa. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, qua bài hát này thì con cũng mời tất cả quý vị là mình thử nghe coi là Chúa nhắn nhị. Mình thử nghe coi Chúa nhắn nhủ với chúng ta điều gì khi Chúa trên thánh giá chịu chết, chịu đau khổ như vậy. Cái lời Chúa nhắn nhủ ngày hôm nay sẽ đi mãi với chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, chúng con có một bài hát gửi đến quý vị. Kinh Đầu Lễ, sáng tác nhạc của Linh Mục Huyền Linh. Trên đồi Gôlgotha, mẹ
nhìn Chúa chút hơi thở cuối đời. Mẹ đồng cung dâng lên đêm bồi, giờ đây trên bàn thờ bao vui say, đoàn con hợp dâng thánh lễ. Nhờ mẹ dâng xác hồn con trắng trong để xứng đáng tham dự lễ này, con dâng lên đứng hương tâm lòng nhỏ bé được thật tình. Cho đời con trở nên trọn đời của lễ, chờ ngày về hương phúc quê trời. Cho đời con trở nên trọn đời của lễ, chờ ngày về hương phúc quê trời. Vâng, kính thưa quý vị, trong buổi thánh ca ngày hôm nay, chúng con ước vọng với những lời ca, với sự cầu nguyện, với sự chia sẻ của tất cả quý anh chị ở đây, xin gửi đến quý vị và xin được kính chúc tất cả quý vị bước vào tuần thánh được đầy tràn ân Chúa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.